Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Hôm nay gia đình Khoai Tây ăn khá là thịnh soạn. Đây gồm có gỏi dâu này mọi người ơi, gỏi dâu đó. Còn đây là hải sản hấp bia, má Khoai Tây sắp sắp rồi, ba Khoai Tây ông bơi lên là. Còn đây là canh tôm hấp bia sẽ chấm với lại nước sốt này nè. Trời ơi, nước sốt này cực kỳ ngon, mắt và tay mới học trên mạng đó. Sau đó là ăn tráng miệng với lại kem nè. Và bánh Philadelphia dâu tây mà ba Khoai Tây tự làm nè. Còn Khoai Tây thì như mọi người là ăn cháo. Đây là cháo thịt gà và bí ngòi với lại khoai lang của Khoai Tây nè. Thấy thịnh soạn không mọi người ơi? Mời tất cả mọi người cùng ăn tối với gia đình Khoai Tây nha. Để má Khoai Tây hái thử một cái dâu dâu non. Ăn thử nó làm sao? Mình phải phục thù đây nè, dâu non ăn thử. Giòn tan. Má Khoai Tây quyết định là sẽ hái dâu non về làm gỏi phục thù cái vụ măng cục, gọi măng cục nha. Okay, như đây là đủ mình làm một dĩa gỏi rồi ha. Mình sẽ làm gỏi gà, dâu tây. Hả, Khoai Tây ơi? Khoai Tây trên đường đi ra gặp ba nè ná. Khoai Tây đi bây giờ. Khoai Tây xin chào ông bà cô chú ha. Khoai Tây ơi, Khoai Tây xin chào ông bà cô chú. Hai má con Khoai Tây đi ra văn phòng của ba Khoai Tây làm việc. Nhờ đứng ở dưới bóng râm nè, cho nên thành ra là nó mát hết cho trời, cho nó nắng quá trời luôn. Mùa hè ở Đức cũng chói chang lắm, không có thua gì ở Việt Nam đâu nha mọi người ơi. Nên nè, mới cảnh báo là đợt nóng tới là sẽ kinh khủng lắm. Ba Khoai Tây ha. Khoai Tây đang đứng ở trường đại học của ba Khoai Tây làm việc nè. Đứng đây nghỉ mệt chút rồi xong đi tiếp chứ nắng kinh luôn. Ai kia kìa, ai ra kia kìa. Khoai Tây ơi, ai ra kia kìa đó. Ai đang đi tới kia kìa. Ai đó Khoai Tây? Tata. Tata. Đây. Tài liệu của giấy tờ của dì Thạch nè. Giờ đi về gửi bưu điện cho dì Thạch. Nè, con cầm cho dì Thạch đi. Giấy tờ của dì Thạch á, cầm cho dì Thạch đi. Ai vậy Khoai Tây? Ai vậy? Hả? Cái gì á?
tu ta da da. Và không biết tu nít su háo sợ đá đà. Chis đá đá. Dạ. Ta ta khảo sinh sức vơ. Hai. Dạ. Und sức vơ sơn nít khảo. Ok. Khoai tây nè. Aber kauf du Avocado nicht, ha? Sonst lässt kaputt meisten. Sie ist sehr warm. Tschüss, Tata. Tata, kau gi. Con vầy vẫy tay chào tạm biệt ba đi. Khoai tây. Cha. Ba đi rồi. Ba đi rồi đó, thấy không khoai tây? Ba quay trở lại làm việc rồi đó. Ăn rồi nhả ra kìa. Thôi hai má con khoai tây đi gu điện gửi hồ sơ cho dì Thạch rồi xong mình về nhà lại nha con nha. Khoai tây ha. Hồi nắng à. Kéo cái dù khoai tây lại để cho khoai tây mát ha. Trời ngáp ra đi về thôi con. Về nha. Má khoai tây sẽ dùng cái đùi gà này để làm gỏi. Má khoai tây sẽ luộc cái thịt này nè. Để làm gỏi gà. Nên má khoai tây cắt hành để mà hấp 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 tôm. Đổ bia vô để mà hấp hấp tôm. Rồi, đổ một ít thôi. Dâu tây nè. Rồi sau khi cái mình rửa rồi mình cắt làm salad ha. Đây. Thịt gà nó chín rồi thì mình vớt thịt gà ra ha. Vớt bọt lại lần nữa cho nó
sạch sẽ. Đây mình sẽ bỏ khoai lang vô trước cho nó chín. Cắt gà này phải cho. Còn đây tôm hấp bia nè, tôm chín rồi, bây giờ mình tắt bếp ha. Cho một miếng dầu vô. Khoai tây bỏ hành vô nè, tiêu, tỏi nè, tỏi nè, ớt nè. Ngò héo hết trơn rồi đây. Tiêu. Này cái phần này sau khi mà để nguội thì má khoai tây sẽ đổ vô cái cối để xay. Rồi sau mình đổ đường vô. Má khoai tây sẽ cho là một đường một và mắm ha. Rồi đổ mắm vô rồi đem đi xay thôi. Sau khi xay xong mình sẽ có hỗn hợp nước chấm hải sản nè. Dĩa thôi. Rồi, mấy cái đầu tôm này má khoai tây vẫn giữ lại bởi vì gì vẫn ăn được cho nên là giữ lại không sao hết. Tiêu, hành phi, mắm. Một ít giấm. Trộn lên thôi. Má khoai tây sẽ cho vô một ít nước sốt. Trộn lên. Sau khi trộn xong mình đổ vào cái dĩa đây. Đấy. Mình sẽ có được gỏi dâu tây. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay gia đình khoai tây ăn khá là thịnh soạn nè. Lâu lâu mới có một bữa là quá trời món ăn như vậy nè. Đây. Tôm hấp bia. Gỏi dâu tây. Canh. Tôm hấp bia chấm với nền nước sốt nè. Sau đó sẽ tráng miệng với lại kem. Trời ơi, khoai tây ngồi gác chân lên bàn luôn nè ông bà cô chú ạ. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Hôm nay gia đình khoai tây ăn tối thiệt là thịnh soạn nè. Nói cho vui vậy thôi chứ nó chỉ là nhiều món thôi. Chứ nó cũng không có mắc tiền lắm. Đây là gỏi dâu. Dâu hôm bữa gia đình khoai tây đi vườn dâu hái. Má khoai tây hái dâu non đó. Mang về nè. Thật ra nó là dâu non chứ không phải là dâu non. Nó chỉ là dâu chưa chín thôi. Và ba khoai tây để đảm bảo chắc ăn, ảnh đã google coi thử là dâu tây non chưa chín có ăn được hay không. Thì nó là ăn được cho nên thành ra là làm gỏi. Còn đây là tôm hấp. Tại vì mua hai cái tôm ăn vẫn còn ha. Và nước chấm hải sản này. Má khoai tây học trên mạng đó. Rất là ngon, thử rồi, cực kỳ ngon luôn. Và đây là canh. Canh hai sắc thôi.
gồm có bí ngòi, khoai lang với lại một ít cà rốt còn dư. Còn khoai tây là ăn cháo nha ông bà cô chú ơi. Đây là cháo thịt gà của khoai tây. Đây, thịt gà và cà rau củ được xay ra nhưng mà cháo thì không có xay thì này. Đây, của khoai tây. Nhưng mà Weil dieses Stuhl ist so langweilig für Kartoffeln. Du bist aber komisch. Nha, tại ngồi ghế này chán rồi cho nên ngồi ghế này khoai tây không thích ăn đâu. Đó, cứ thích để chân lên gì ha. Lát sữa kartoffeln. Xin mời cả nhà cùng ăn tối với gia đình khoai tây nha. Xin mời cả nhà. Đi sơ da, có sơ hả? Đây nước chấm mọi người cho bạn xem. Tại má khoai tây học nước chấm này trên mạng ngon cực kỳ luôn. Chấm hay sẽ ngon. Đấy. Tôi phải sơ bị lên đi cả cả. 5 minút hát cho bạn nói sẵn. Cái tô này nhiều cơm hơn cho bạn khoai tây. Ok. Tôi khán gì gì. Hả? That's super dusty. Okay, huh? Ganella meat sauce, say, put it down. Mới học món này trên mạng ngon lắm. Cái chấm này là quá thú vị luôn. Đó. Chị cuối hơn. Tại vườn dâu á, má khoai tây á, là ăn dâu thử. Ăn dâu tây thử. Nhìn thấy giòn ngon. Chua chua, nó có vị chua chua nữa. Cho nên là cầm về làm gỏi thử. Ngon nha mọi người nha, gỏi ngon. Cây bạn nó gỏi già nó ngon. Đúng. Tôi đó, thay lết lại phát miếng mình không? Ngon lắm luôn. Hôm nay hai món đều ngon hết. Canh chưa thử chưa biết. Có thể tìm kiếm cái miếng này nào vào một chỗ ạ. Dầu chi chín nó có cái độ chua vừa phải á. Làm gỏi chua chua ngon. Khi mà má khoai tây nói là sẽ làm gỏi dâu tây chưa chín, ba khoai tây lập tức sạch Google liền coi thứ ăn được hay không, tại vì anh nói là cà chua tại vì anh nói là cà chua chưa chín á, ăn không được.
cho nên con không biết là dâu tây chưa chín ăn có được hay không, cho nên ảnh lập là bánh Google và đảm bảo là ăn được, cho nên bắt đầu làm. Nhưng mà ảnh nói là không được ăn nhiều. Ngon lắm, thích nhất là cái vị chua chua của nó, không phải là chua lét nha, chua thanh lắm mà chua nhẹ nữa, ăn dễ ăn. Tại vì má khoai tây muốn phục thù cái vụ gỏi măng cục, nếu gỏi măng cục cũng là măng cục chưa chín, cho nên là thấy dâu chưa chín mình ăn được, mình thấy cũng ngon, giòn ngọt, không có ngọt, giòn giòn. Nhưng mà giòn, nhưng mà để dâu để qua một bữa rồi cho nên thật ra nó bớt giòn, tại nó già quá cho nên nó chuẩn bị chín đó. Cho con không để cái chân xuống mà con thích để cái chân gác lên trên vậy con. Chim mà chích cái chích yêu cua, con để chân mình xuống nha, nha ba tay nha, nha má má ôm con ngồi thẳng lưng lên, để chân xuống. Để chân xuống. Chào đó, để mình ăn. Người nước ngoài người ta không có ăn trái cây chín, ăn trái cây sống mọi người ơi. Anh nói là rất là ngộ mà ngon lắm. Mà đang internet sind ganz viele Fake News, dass die behaupten, in grüne Erdbeeren sind giftig, weil das Nachtschatten direkt sind wie Tomaten, aber das ist Unsinn. Die sind einfach noch nicht süß. Aber sonst passiert nichts. Ăn hết rồi hả con? Cho con thêm cái khác nè. Dâu này chấm vô cái nước sốt này cũng ngon ha. Đây là chúng ta sẽ ăn béo. Diese Soße. In Vietnam isst man Früchte immer unreif. In Deutschland machen wir das weniger. Eigentlich nie. Ngộ mà cũng hả? Mút quá trời. Đến nào ngộ đó mọi người. Ngộ mà cũng mút quá trời. Không ngộ không biết mút như nào nữa. Komisch. Komisch, aber lecker, komisch, Alter. Nicht lecker, komisch. Ja. Oh, down! Ja. Ja. Lecker, komisch. Ja. Das mag aber, da weiß ich nicht. Die isst ja auch Limetten. Ich glaube, sie isst alles, was man ihr gibt. Egal, ob das süß ist oder nicht. Und drauf rumkauen kann, dann magst du das. Ich hab die gar nicht mehr Hunger.
Nhưng mà cái lúc mà trộn gỏi là má Khoai Tây có cho thêm một ít nước sốt này vô để trộn nha. Mà cái nước sốt này là má và Khoai Tây pha loãng loãng một chút để cho nó ngấm đều vô cái tất cả các gia vị. Chứ còn nước sốt này thì nó hơi đặc một chút. Nói pha loãng vậy thôi chứ thực ra là khi mà xay á, cái nước sốt này má Khoai Tây bỏ vô ra chén nè thì nó còn dư ở trong cái cối á, mình chan thêm miếng nước nữa để mình tráng cối rồi mình đổ vô đây thì nó cũng là nước sốt thôi. Ich habe geguckt, ich muss dann doch 3 Tage Urlaub nehmen für August. Wann? Ich brauche über 4,5 Stunden nach Berlin zum Flughafen. Also. Dann müsste ich, wenn ich um 12 Uhr losfahre, dann darf ich keinen Zug verpassen. Also. Ich habe einmal 3 Minuten Umstiegszeit. Ja, 11 Uhr muss ich spätestens losfahren. Es ist sogar 10 Uhr. Món Khoai Tây chưa có ăn gỏi măng cục cho nên là không thể so sánh được, nhưng mà cái gỏi này ngon, ngon. Dâu tây cũng ngon lắm nha. Die Hälfte ist immerhin. Da komme ich und dann nimmst du wieder weg. Müssen wir Finger drin stecken. Chấm vô cái nước mắm này cũng ngon. Chấm ngon quá. Ăn đi xong mấy lát nó mới đút cơm cho con không? Đút cháo chứ. Lớp xuống là bên lại không? Đưa cho mắt. Má đưa cho Khoai Tây một cái tờ giấy. Khoai Tây chùi miệng mình đi. Chùi tay chùi miệng đi. Đó, đã ca xong rồi. Đó. Đó. Feines Kartoffelchen. Ja, sauber. Muss sauber machen. Nó ôi chùi tay nữa kìa. Ôi chú cha. Thì đâu mà đó. Cô xài thằng Khoai Tây biết xài thằng giấy rồi ông bà cô chú ơi. Thấy không? Xài thằng giấy xanh điệu lắm. Phải không? Đừng có mà hả xé khăn giấy ra rồi ăn nha. Chắc cầm. Schon wieder langweilig. Ja. Thank you.
thay sáng thay hai một lần rồi. Không, sáng sớm dậy là ba khoai tây đã thay một lần rồi. Rồi sau sau đó là ăn sáng thay một lần, ăn sáng xong thay một lần. À. Ấy dạ. Cháo khoai tây ngon ngọt lắm á. Cháo thịt gà mà phải không khoai tây, cháo thịt gà phía ngoài rồi còn khoai lang nữa, ngon ơi là ngon. Khó thiệt, ngon biết. Cháo của khoai tây ngon. What the fuck? Yes. Để cho khoai tây ăn. Ghê lắm. Bây giờ mà không có đồ chơi là không thèm ăn. Nhức cái đầu luôn á khoai tây à. Trời hồn chán quá. Chai đó là chai gì? Đó là chai dầu hạnh nhân của khoai tây dành cho em bé. Bà Quốc chú ơi, bây giờ là hả? Phải vừa ăn vừa chơi mới chịu. Chai đó là chai gì vậy khoai tây? Chai dầu hạnh nhân của con phải không? Kém cái mỏ không mà phải mỏ không? In September, bên đi qua trả lời nào không? September? For what? Hannover Fair. À, so. College and Catapulse Miss? Nein. Wir müssen nach Thailand, wir müssen nach zur Messe und... Hannover? Ich habe eine Freundin in Hannover. Ja, aber wir fahren mit dem Mietauto. In die Abteilung. Da kann man keine Privatleute mitnehmen. Also. Man muss sich das selber bezahlen. Dann fahren wir schon. Also, September. Ich glaube, diese Zeit wir essen Kartoffeln noch in Frankreich. Ja. Tại sinh nhật vừa rồi á, củ khoai tây á là về vừa Úc qua đó. Super. Ý bòi. Về vừa Úc qua cho nên là có mời gia đình khoai tây đi ra đó chơi. Cho nên là má với lại khoai tây sẽ qua Pháp vào tháng 8. Nhưng mà sẽ đi, hai mẹ con đi trước một mình. Rồi tới cuối tháng 8 ba khoai tây mới qua sau. Lâu lâu qua nhà hả? Dì Út chơi ha. Khoai tây chưa qua nhà dì Út mà. Nhà dì Út bự rộng lắm. Có tới 7 cái phòng lận, dì Út nói là sẽ hả cho khoai tây một phòng. Và hả, cái đó là lúc nào cái nhà đó cũng có một phòng cho khoai tây hết. Khoai tây có thể tới bất kỳ lúc nào. Khỏe không khoai tây? Vỗ tay. Trù mất vô mà gì. Vỗ tay. Cô ta không thích cái chai này.
môn á con, ha, ăn môn sấy đó. Thì sự mà nói mọi người ơi, bây giờ dạo này là đầu óc má khoai tây kỳ lắm. À, mấy chị em mà đã từng để mổ mà chích tê có như má khoai tây không nữa. Đây nè, má khoai tây chuẩn bị tức là cái thời Tết về đó là mua mấy cái trái cây sấy rồi như vậy nè, rồi keo dừa rồi đó là mang qua mà không dám ăn, ăn nhín để dành. Tại vì sinh nhật khoai tây á, là tại vì sinh nhật khoai tây á, là dì Dượng Út sẽ qua chơi, cho nên thành ra là nhín để hai người đó qua để ăn chung luôn cho nó vui, tại vì hai người đó cũng lâu rồi không có về Việt Nam. Vậy đó, mình nhín má khoai tây nhín nhiều luôn, cả cái hộp điều á, ăn có xí về để dành lại. Rồi hả, cái snack rong biển á, cũng để dành lại cho hai người á. Sorry for the snack. Dạ, ít sao bởi cái sao đó pizza, snack. Còn cái cắt hình, oops. Hà bình viên nít su phi kê kết sinh lá xin phua sư cà tốt hình sư cà bút sạc quần đang lối cho khom ao phán khai ưu đề lối cho hình khom sư ế xin á bờ phí ký sơ ít phí ký sư tó tó nhiều má khoai tây quên bản luôn không nhớ. Đến khi mà mọi người về hết trơn rồi cũng không có nhớ đâu, xong mới đầu cái Lục đi tìm đồ để cho khoai tây chơi á. Ủa hãy sao cái đống này còn đây, mới nhớ ra à mình để dành cho mọi người qua ăn mà. Mà quên là mít banana order và cũng sẽ cuốn super cream ta trên là dưới sườn cream à số hai cái nào phải ta trên là chúng ta cream mirish à số ngon mà kem già là hồi đó thì đâu thấy kem già là đâu mình hát bài sôi mắt lên mà đắt nhất rồi sôi cream và hát bài hát phi vắt sao đã chỉ có lau bờ đã chân à chân quất best ice banana chưa ăn cơm xong nữa mà tại do là kem nó chảy ra rồi cho nên ba khoai tây là đặt nút cho nó. Cái gì con? Chú cứ ăn tập hóa ăn đi để có sức mà bán hàng ha. Khoai tây nói đi con. Khoai tây nói đi hả? Nè. Rồi sao đây nói sao mãi vô. Ai muốn mua đồ gì mãi vô cửa hàng tạp hóa của khoai tây. Cái gì cũng có bán. Nha, khoai tây bán hết tất cả các loại mặt hàng ông bà cô chú ơi nè. Khăn giấy nè, bánh quy nè, bơ đậu phộng nè. Ai muốn mua cái gì khoai tây bán cái đó phải không khoai tây? Chà. Bà chủ ơi, lỡ bà nhạn bán nhiêu mịch bánh quy vậy? Khoai tây bán luôn cả này cả hả? Chìa khóa cái gì chứ hả? Tập hóa khoai tây là đầy đủ hết luôn.
gì hết đâu mà cô chú. Quẹo lửa, quẹo lửa. Không những là đồ ăn mà quên mang ra cho mọi người. Nghe nói giống như là ích kỷ em, nhưng mà mình để dành cho mình quên. Rồi nói là dì Út qua là cho dì Út là dì Út cá khô. Quên luôn. Cá khô với là bắp khô mà quên. Quên luôn. Biết không? Mỗi lần mà má Khoai Tây quên cái gì á, xong cái ba Khoai Tây thì em lúc nào cũng quên hết. Bắt đầu kêu, bắt đầu má Khoai Tây nói chứ, tại vì em để mổ nó không vậy á. Ông nói đâu, trước đó em cũng đã em quên rồi. Con bóp giòn thôi là xong. Chú cha ăn còn có một xí nữa hả con, ăn cho nó hết nha hay sao? Hôm nay má không được nữa. Tôi chưa mất miêu xịt đó, đó đã mất miêu xịt có cất thú vơi. Vì mình bên nhau dây tơ hồng nối thành đôi. Em thiếu anh như đang lục tìm bất thứ gì. Ngày trời anh em sẽ được rất nhiều. Đây không đắn đo em cần chi vay lo. Vì mình bên nhau dây tơ hồng này nối thành đôi. Đời không đắn đo em cần chi phải lo. Vì mình bên nhau dây tơ hồng này nối thành đôi. Anh thấy vui hơn khi gia đình mình nghĩa tình. Quá xa to thì khó đâu muốn. Ái trời trời, ông nè nghe ve vần trong vòng cây hòa lì với sân ca. Hai chú chim cao dầu ho ho yêu lo bằng lừng. Vui rất vui bay từ xa chim mon tới ngó theo. Li 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 thật là hay hay hay. Nghe ve vần trong vòng cây hòa lì với sân ca. Hai chú chim cao rồng ho ho liu lo bằng lừng. Ta 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 stop. Quên. Đi vào. Đi vào. Này ba đưa cái hộp cho con, ba đưa cái hộp cho con. Ok, cho ta luôn nó phải biết xin khách chú. Cắt cho phần phút.
đó, bỏ đồ chơi khoai tây xuống này. Mắc music cho ta. Music, music, music. Katerfischen ist super gut, super gut, super gut. Katerfischen ist super gut. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Lấy bình thủ ăn rồi xong. Trời ơi. Cái tháp ý kiến. Còn có một miếng xí nữa, có thể ăn cũng đủ rồi. Còn một miếng nước này. Miếng nước được kết thúc ăn ha. Xong. Sao bơ rồi. Sao bơ. Sao bơ. Đó. Ngon. Ja, ei. Das ist nicht hundertprozentig dicht. Du! Jetzt ist dicht.
Super tanky. Bà cô chú coi nè, ướt áo hết trơn hết rộng. Thôi mình tạm biệt bà cô chú ha. Thôi nha ha, mình tạm biệt bà cô chú nha con nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của gia đình Khoai Tây. Xin hẹn gặp lại những video sau nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye bye và hẹn gặp lại.